Nên mình nghĩ là đối với mình 100 triệu giải thưởng đấy nó là thêm 100 triệu trong tài khoản ngân hàng thôi. Và rất là nhiều bạn khán giả muốn hỏi, tại vì đó là một con số cũng khá là lớn. Ví dụ như là ICD thì mọi người cũng muốn hỏi ICD là sẽ làm gì với 1 tỷ đó. Hình như là nhớ là có hỏi ICD trước rồi, đúng không? ICD. Thì nếu mà sau khi nhận được món quà đấy thì em sẽ chia ra tầm một nửa, em gửi về cho gia đình của mình. Và còn lại thì em muốn giúp đỡ anh em, những người tình hình cùng là em món của hai chị em mình theo đuổi. Tháng nay mới hứa là sẽ cho chị Thúy My với em Pháo đi tình làm hình móng là tay. Móng là cũng giúp đỡ những người anh em. Look up my nail. Đang khó em ạ. Thì giúp đỡ những người anh em đã sát cánh cùng với mình và gọi là dù anh em cùng hưởng lộc ấy. Đấy. Rồi thì đôi tay của em vẫn đẹp mà, đôi tay của em vẫn đẹp mà. Không cần thêm cái gì cả, giản dị thôi. Đó. Thì cầm mic cho đẹp. Thế được thì em sẽ giúp cho chị cầm mic đẹp hơn. Do nail is so ugly. What you say? My nail so ugly. My nail so ugly. Ugly. Ok, nail so ugly, đó là một no boyfriend. Đó là 1 tỷ của ICD, đó là ICD sẽ gửi về gia đình một nửa. Và sau đấy là một gửi về cho Pháo với lại cho Pháo và Tumi đi làm móng, đúng không? Không hẳn một nửa chắc chị. Làm móng cả đời luôn em ạ. Chọn gói. Rồi còn với lại ba á quân còn lại thì làm gì với lại số tiền thưởng và trong thời gian tiếp theo của mình sẽ có dự án như thế nào? Thực ra thì 100 triệu nghe khá là lớn. Nhưng mà thực ra là sau khi mà trừ đi một vài khoản, khi mà mình đã bỏ tiền để mình mình vào trong này và mình sinh sống, mình trừ hết đi, thì thực ra là cái số tiền còn lại nó không đáng là bao nhiêu cả. Và cái số tiền đấy chắc là chỉ còn đủ để có thể là đưa gia đình, đưa bạn bè mình làm một bữa liên hoan nào đó, đi ăn uống. Và sau đó thì mua cho mình một vài bộ quần áo đẹp, cho mình tự thưởng cho mình một kiểu tóc mới chẳng hạn, chắc là cũng chỉ đủ lấp lánh xương xạ hộp lũ nữa. À cái này là đi xin xin quá nghe chít. Còn Timmy thì như thế nào? Chắc là Timmy sẽ đầu tư thêm vào phần mềm để produce nhạc thêm này, tại vì plugin nó rất là đắt. Thứ hai là một cái mic mới để thu âm cho nó chắc hơn. Thứ ba cái gì? Tỷ, chị quên ạ. Không, hỗ trợ anh em. Hỗ trợ anh em 1 tỷ, chị quên ạ. Đây chị cần 20 triệu để mua một cái micro thì nó được rồi. Thực ra thì cái con bà rụng cọng lông như cây me rụng lá. Đây 1 tỷ. Bây giờ thì ICD có 1 tỷ và trừ 10% tiền thuế đi là tức là ICD còn 900 triệu và ICD đã từng cho top 10 100 triệu rồi. Vậy thì chắc cho bọn em thêm 20 triệu để mua cái mic chắc cũng không cho sao. Chắc mua 100 triệu là sao? Tức là hồi top 10 ấy thì là tất cả mọi người trong top 10 đã nhất trí là không có biết ai sẽ là quán quân, là sẽ trích ra cho mỗi người 10 triệu để bươn trải trong cái thời gian đi trong thi. Cái thời gian để đi lại quả, gọi là tính lại quả đúng không mọi người? Yeah. Yeah, thì đã bỏ được cho top 10 100 triệu thì không lý nào mà bây giờ lại bỏ cho em với chị Tumi 20 triệu mà anh lại tiếc nhỉ? Tại sao lại không được quyền tiếc? Cái khúc này. Rồi còn Richard thì mọi người đang rất là nóng lòng muốn được biết những cái dự án, những cái sản phẩm tiếp theo của Richard trong thời gian tới. Richard sẽ làm gì? Yeah, thì thật ra giải thưởng 100 triệu thì nó là giải thưởng á quân và 100 triệu thì nó cũng không giải quyết quá nhiều vấn đề về mặt sản xuất cho mình á. Thật sự thì tại vì cả 100 triệu mà để làm nhạc thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Vậy nên là mình nghĩ đối với mình 100 triệu giải thưởng đấy nó là thêm 100 triệu trong tài khoản ngân hàng thôi. Còn về dự định tiếp theo của Rick Choi thì Rick Choi sẽ quay trở lại với những dự định mà mình có đang làm dở vào đầu năm 2020, những dự án comeback của Rick Choi, hai cái EP cá nhân và kết hợp cùng với những nghệ sĩ hip hop trong nước và những nghệ sĩ hip hop nước ngoài. Nói chung là mình sẽ quay trở lại với cái quỹ đạo trước King of Rap, và nhờ sau chương trình King of Rap thì mình cũng đã có kết nối với những người bạn mới, với những nhà sản xuất cũng như là những người bạn ở đây và những artist hip hop thì có thể sẽ là những cái sản phẩm collab, những cái bước mới
rồi về Rich Joy. Có thể bật mí một vài màn collab với nghệ sĩ nào hay là ai trong tương lai được không ạ? Gần nhất thì có một collab với cả Mentor LK. Oh wow. Có kết hợp với Mr. A, có kết hợp cùng với chị cả. Có kết hợp cùng producer Mo Ager, có kết hợp cùng với rapper Roy The Finite từ Detroit. Thì đó là những dự án và những artist hip hop mà sẽ kết hợp cùng mình trong một năm nay. Tức là kể sơ sơ nãy giờ sơ sỉ xương xương là cũng phải 4 năm bằng collab với những cái sản phẩm mới, tại rồi, vì trước thời gian tham gia King of Rap thì Rich Joy đã đang sản xuất hai cái EP cả solo. EP là mini album. Mini album. Thì cái mini album Extended Play. Thì đó, Richard sẽ quay trở lại với công việc của mình và thêm một số sản phẩm mới, những cái ý tưởng mà mình chợt bừng ra khi mình tham gia King of Rap và chưa có thời gian để thực hiện. Sẽ chúc cho Richard thật là may mắn và tất cả những cái bạn khán giả nào đã đồng hành cùng với các thí sinh trong chương trình thì cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho các bạn trong thời gian tới.